Mấy anh mấy chú á, tặng quà cho mấy bả chưa? Ở lo đi, lo mà tặng quà cho mấy bả đi. Chứ cái lễ này mà không tặng quà cho mấy bả là em nói là tình duyên lành đất đó nha. Đó, mấy bả sinh ra đã thua thiệt hơn chúng ta rồi. Phụ nữ sinh ra mang nặng đẻ đau nè. Mà mình đàn ông mày biết rồi, xách hai viên bi đi vòng vòng vòng, chả nó phải lo lắng cái gì hết trơn á. Thì bây giờ sang á, thì mấy anh mấy chị tặng iPhone, iPad cho mấy bả đi. Còn nếu mà không sang nữa thì là cũng phải là tặng hoa, tặng bông gì đó đúng không? Rồi là dẫn đi ăn hay là quần áo gì đó, thì nói chung là phải có tặng mới được nha, chứ không tặng là khó chịu với mấy bạn lắm á. Tối về thế nào cũng cục hạt rồi. Rồi sinh ra là lục đục nội bộ nữa là không có hay nha. Đây trên tay em Cường là đang có cái phiên bản iPhone 13 Pro này, đây mà tặng cho mấy bạn là hết đứt chấm luôn nha, pin 100% anh chị đó, pin 100% luôn, hàng 1978 chưa qua sử dụng ha, mà em Cường gọi nó là live new tại vì nó kích hoạt rồi, nhưng mà pin là 100 ha. Thì cái hàng này em Cường đã nói rồi ha, iPhone 1978 sau này nó nhiều lắm anh chị. Tại vì sao? Vì là hãng bây giờ họ đã thu mua, họ thu đổi iPhone á, anh chị có thì lên hãng, nhưng hãng nó thu rẻ lắm. Rồi về thì ví dụ nha, họ thay cái vỏ mới cho mình luôn, thay cái màn hình mới, thay viên pin mới luôn. Thì nói chung ra cái quy trình của hãng sản xuất một cái con máy mới ra làm sao mà đúng cái quy trình đó mà họ hình thành ra những chiếc 1978 này ha. Thì thật ra 1978 là cái hàng hãng họ bán cho một đơn vị thứ ba, họ không bảo hành, họ cắt hết bảo hành luôn và đúng cái quy trình chất lượng của hãng đã kiểm định ha. Thành ra em nói iPhone 1978 dùng bây giờ ngon lắm chị, rất là ngon. Mà thôi quay trở lại cái việc tặng quà đi, bây giờ em nói nè mấy chị nè, mấy ổng mà lười tặng quà hay là chưa khô khan mà không chịu tặng quà cho mấy chị thì mấy chị phải đòi căng vô cho em. Ừ, ông mà không tặng quà tôi là mệt với tôi nha. Đó, phải phải đòi căng vô thì mấy ổng mới tặng. Em nói rồi, bèo lắm cũng phải được dẫn đi ăn chứ đúng không, hoặc là mua bộ đồ hay là cái son môi gì đó, chứ không lẽ bây giờ nhiều khi iPhone iPad có rồi mình không có mua nữa tốn tiền đúng không? Ok, nhưng mà nếu mà chưa mua thì bắt buộc nha, phải ra mua ngay và liền luôn. iPhone 13 Pro pin 100 này không có hàng nhiều đâu, 14 pin 100 luôn anh chị. Đây iPhone 14 pin 100 luôn nè. Đó, 14 led pin 100 luôn. Toàn mấy cái hàng này là phải là ngon hết nước chấm luôn. Thì nó không có nhiều những cái hàng pin 100 vậy anh chị, là nó một đợt thôi, nó không có nhiều anh chị nhớ không? Em Cường bán vài đợt là ngưng, vài đợt là ngưng à, tại vì nó không có hàng nhiều trên thị trường anh chị. Đó. Mà nói đi cũng phải nói lại nha, chứ em thấy anh em đàn ông tụi em là cũng thua thiệt dữ gai gắt lắm á, tại vì thế kỷ này 2021, tiền là mấy bà giữ, quà thì mấy bà đòi. Trời ơi. Anh em mình không có tiền bắt đầu quà thì bắt buộc mình phải có quỹ đen, mà khi phát hiện cái quỹ đen của mình á, trời ơi làm ôm trời luôn, rồi đòi chia tay chia chân nữa anh chị thấy không, khổ lắm luôn, khổ trăm điều khổ vậy. Ai cũng có nỗi niềm riêng nha, đừng có nói là phụ nữ là của đàn ông. Em thấy đàn ông anh em chúng ta bây giờ cũng nhiều cái khổ lắm phải không? Ok, nó vui thôi, nhưng mà hôm nay có quà thì vui. Hôm nay em Cường cũng có giảm ha, giảm 300 cho anh nào mà gã lăng á đi ra mua máy cho mấy chị nè, còn mà mấy anh mà dẫn được mấy chị đi mua á là giảm 400. Ok chưa, bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy á, còn mà mấy chị tự đi mua là em không giảm luôn, đúng em không giảm, không giảm đồng nữa đó. Sáng giờ em bán bao nhiêu người không giảm, hỏi sao kỳ vậy? Tại vì mấy chị bỏ tiền túi ra mua rồi đâu còn gì là hay đúng không, phải là quà tặng em Cường mới giảm đó. Mấy chị tự đi mua còn gì ý nghĩa nữa, coi như còn gì đâu, 83 không đã tự thưởng sao đúng không, không giảm. Đây 13 rồi anh Cường về nhiều lắm nha, em Cường về được mấy chục chiếc rồi, đủ màu luôn anh chị. Cái hàng này là em nói là nó hot lắm, nó ra một đợt là nó không còn nữa nè anh chị, nhìn đi các góc cạnh đẹp không tì vết anh chị, đẹp như máy mới luôn ha. Đó em Cường gọi nó là live new chưa dùng là anh chị hiểu rồi, bảo hành 6 tháng hay lỗi bất kỳ là em đổi, màn hình xanh màn hình ơ gì đổi hết, phím bấm không ăn, pin hỏng gì bảo hành hết anh chị ha. Rồi ok, bye bye.